Xin chào quý vị khán giả, một ngày mới lại tới và rất cảm ơn quý vị chúng ta đã luôn quan tâm và đồng hành theo dõi chương trình. Thưa quý vị, xin cho Loan hỏi một câu rất là hơi cá nhân một chút nha. Đó là ngày hôm qua giấc ngủ của quý vị có trọn vẹn hay không? À, sẽ có nhiều quý vị nói là tôi ngủ rất là ngon, một giấc thẳng tới sáng luôn. Nhưng nhiều quý vị sẽ bắt đầu than phiền: trời đất ơi, ngủ có được đâu, ông xã ổng ngáy, trời ngủ có được đâu, con em gái em nó ngáy, mà trời nó ngáy cả đêm vậy đó, ngủ không được, khó chịu dữ lắm. Nhưng mà thương, không biết phải làm sao, mà nhiều khi cũng bực nữa. Thưa quý vị, đây là những cái cảm xúc từ những người trong cuộc mà chúng tôi có dịp đã từng được nghe qua. Và nếu như chúng ta có những cái người thân mà họ ngủ ngáy như vậy á, thì có lẽ chúng ta nên thương họ nhiều hơn so với giận, bởi vì họ có thể là đang mắc bệnh lý đấy ạ. Vậy thì nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc là ngủ ngáy và còn cả ngưng thở khi ngủ nữa trong chương trình quý vị nha. Trước tiên sẽ là tiểu phẩm ạ. Ngày con gái ha, ở nhà phụ với cô mình coi nhà cửa, ăn uống đồ coi làm sao, phụ đi không, đi học dẹn cái rồi hãy giục cái cặp cái rồi hai cái tay rồi cứ lia lịa hết, coi phim rồi tới bắn game rồi tới đủ thứ trò hết trơn á, làm sao mà ngủ được. Có đâu, con chứ chơi game gì đâu. Cô cứ hả nghĩ con như chị Kiều không à, chỉ có chị Kiều mới vậy thôi chứ bộ. Thôi đừng có cãi cô nữa, tôi nhìn là biết liền à, chỉ có người mất ngủ là tại vì sao, mê quá cắm đầu cắm mỏ vô hoài vậy là làm sao ngủ. Trời ơi, con tức chết luôn á, con lần này là con bị quan, con không có chơi game. Vậy chứ làm gì mà mất ngủ? Đó thì tại anh Lôi á, ảnh ngáy to quá con ngủ không có được. Ủa sao nó ngáy sao mà con ngủ không được, nói cô nghe coi. Trời ơi, con không biết diễn tả cái độ ngái của anh. Con nói cô biết cái chiếc xe mà cài lúa, suốt lúa không? Biết. Cái máy nó kêu sao thì anh Lôi kêu y chang vậy. Ôi trời đất ơi, sao con nói nghe gì mà rùng rợn dữ vậy con? Cái gì mà máy suốt lúa mà nó nghe tiếng ngái con tao mà tới dữ vậy đó hả? Con nói thiệt. Trời ơi, nếu như mà anh ngái nhỏ ha thì con có thể lấy gói con trắng vậy nè, hoặc là con nhét bông gòn đồ con ngủ được. Đằng này con làm đủ mọi cách luôn, mà cái tiếng ngái của ảnh y chang giống như là ảnh đang ở trong phòng con luôn vậy á. Cô Hương ơi. Ai vậy? Cô Hương. Ở nào vậy? Con Lệ Thủy. Ủa, Thủy con qua đây có gì không? Dạ trời ơi, con hỏi cô Hương á, chút có đi chợ mua giùm con có rau. Hồi sáng này con đi chợ mà con quên mua. Thôi lỡ chuyến đò rồi chị ơi, tôi đi chợ rồi. Xích ra, xích ra, xích ra. Cái gì chị Thủy? Đây đâu phải là Halloween đâu, mà sao cái gì mà mắt căm quần rồi đầu tóc rủ rượi. Ghê quá. Rồi con biết lý do luôn. Chơi game đó. Thức khuya, nhắn tin với bạn trai, không chịu học hành mới vậy thôi, đúng không cô? Đó. Cô nói nãy giờ nó không chịu. Chị thấy chị qua đây không có đúng lúc một chút xíu nào hết trơn. Sao vậy? Chị qua chị không binh em, mà nãy giờ cô nói em chơi game, em ngồi em giải thích á, muốn thiệt cũng gãi cuốn họng luôn. Rồi công cán là nãy giờ cô cũng tin rồi, chị qua chị châm dầu vô lửa, chị nói em chơi game nữa. Trời ơi, em khóc bây giờ. Ủa không phải chơi game hả? Không. Ủa chị chứ sao bây giờ, em nói ra đi để có gì chị biết rồi chị giúp cho em. Đó thì tại anh Lôi đó. Ngái đó. Là anh, ý là ảnh ngái to quá em ngủ không được đúng không? Đúng rồi. Rồi con biết rồi. Đây hồi sáng này con mới gặp chị Tuyết đi ngoài chợ đó. Con thấy y chang luôn, đầu tóc rủ rượi, con mắt thì thâm quần đó. Con mới hỏi thăm, con tưởng đâu là chị bị bệnh gì trong người, con sợ quá con hỏi. Thì chị cũng nói y chang, chị nói là mấy ngày nay chị mất ngủ. Con hỏi sao, nói là anh Lôi ngáy to quá, chị nằm kế bên chị không ngủ được mấy ngày luôn. Trời ơi, con nhỏ này ngộ ghê ha. Chuyện chồng con trong gia đình sao tự nhiên trong nhà nó không nói cho tôi biết, đi ra đường nói con biết làm sao. Dạ tại con nhiều chuyện. Với lại chị nói là cái chuyện đó chắc cũng bình thường thôi, nên cũng sợ làm phiền cô Hương. Mà cô, chị nói là ảnh ngáy to mà to dữ dội lắm. Rồi hả, kiểu giống như là không có kiểm soát được luôn cô. Không có kiểm soát được cái độ ngáy luôn. Không kiểm soát được luôn. Không kiểm soát được rồi cơ thể sao nữa. Rồi sao nữa? Rồi, cái này mới ghê nhất nha cô. Chị nói gì lâu lâu cái giống như là chị ngủ không được, chị nhìn ảnh á, ảnh ngáy kinh ngưng, ngáy ngưng, nhiều khi giống như là bị ngưng thở mấy giây hay sao á.
Trời đất ơi, ngái. Dạ, nội ngưng. Dạ, mà cái bụng im re giống như là bị ngưng thở vậy con. Ngưng thở? Dạ. Ờ đúng rồi ha. Cái bà ba gì đó bà nói bà cũng có một cái người thân cũng dạ. cái tình trạng cũng giống y như thằng Lôi vậy nè. Sao cô không? Là tức là nói cái gì mà ngưng cái là nín thở luôn đó. Trời, không rồi. Hay luôn đó. Ồ. Nhưng mà theo cô thì cô nghĩ cái dạ. này là nó bị bệnh hả? Còn không thôi là tại vì nó thiếu dinh dưỡng cho nên nó mới như vậy. Để cô biểu vợ nó đó là mua đồ bổ, đồ kia nấu ăn cho nó tẩm bổ lên là nó hết bệnh chứ đâu có sao đâu, phải không con? Dạ, con cũng không biết, nhưng mà con có nói chị, con cũng nói y chang cô là có gì mua đồ bổ tẩm bổ cho ảnh. Tại nhiều khi ảnh mệt mỏi quá. Nhưng mà chị cũng tâm sự với con, chị nói là không có. Ảnh đi làm đúng giờ đúng giấc về, công việc cũng không áp lực gì nhiều nữa. Nên con nghĩ chắc nhiều khi ảnh bị bệnh rồi đó cô. Hay quá, cái này ngộ thiệt á chứ. Theo cô thấy á, bây giờ á là để chờ tiếp nó về. Dạ. Rồi cô nói có bữa nào Lôi nó không có đi làm đó. Dạ. Thì vợ chồng nó dắt nhau đi khám bác sĩ đi cho chắc ăn không con? Dạ. Cô mới nhóm nhen ra nhớ được điều nè. Sao? Cái những người mà ngáy ngủ á, giống như anh Lôi vậy đó, có chuyện xảy ra trường hợp giống như là người bị béo phì nè. Đó, giống như con vậy đó, may mà con không bị nha. Rồi bị dị ứng nè. Rồi cái như là viêm xoang nè. Đó, đó cô coi thử coi anh Lôi có những cái triệu chứng đó không. Mình tới mình gặp bác sĩ để mình nói những cái triệu chứng đó cho bác sĩ đó con. Đúng là cái bệnh của ảnh không? Đúng rồi, thì bây giờ con nhắc giùm đi chứ. Dạ. Để không thôi rồi ai đâu biết mà nói. Dạ. Và bây giờ thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh sẽ tư vấn ngay cho quý vị về việc ngủ ngáy và chứng ngưng thở khi ngủ. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Diễm Loan, xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Thưa bác sĩ, nói về cái chuyện ngủ ngáy thì Loan cũng đã từng có những cái kinh nghiệm qua. Loan đi công tác và ngủ chung với một số những cái chị bạn thì đôi khi họ ngáy. Nhưng mà hôm sau á, mình chọc họ, mình đùa, mình bảo là trời ơi, đêm kéo cưa nguyên đêm. Họ không biết gì cả. Dạ, họ hoàn toàn không biết gì cả. Và mình thấy thương họ lắm. Bởi vì bản thân của họ hoàn toàn không hề biết vấn đề của sức khỏe mình. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì không biết là ngủ ngáy có được xem là một bệnh lý không? Hay nó là một cái triệu chứng gì đó của cơ thể thôi ạ? Ông bà ta cũng hay nói là ngủ, người nào mà thấy ngủ mà ngáy o, nghĩa là ngủ rất là ngon. Dạ. Rất là say và giống như là không biết trời trăng mây gió gì nữa. Dạ. Nghĩa là người vô tư, không có nỗi lo. Thì điều đó nó cũng đúng với một số người. Nhưng mà một số người khác thì có tiềm ẩn một cái rủi ro, đó là chứng ngưng thở khi ngủ. Nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng của cái người đó luôn, người bệnh luôn, chứ không phải là đơn thuần là chỉ làm phiền người khác mà thôi. Vậy như thế nào là một cái người ngủ ngáy đơn thuần và như thế nào là một người ngủ ngáy mà có khả năng kèm theo cái chứng ngưng thở khi ngủ? Người ta thấy rằng nếu một người ngáy, đặc biệt là ngáy to, thì những người ngáy to đó là có tiềm ẩn một cái nguy cơ bị ngưng thở khi ngủ. Và chúng ta hỏi thêm hai cái nguy cơ khác nữa. Nguy cơ số 2 là hỏi người đó có bị ngưng thở khi ngủ hay không. Thì họ đôi khi không à? Đúng rồi, hỏi như vậy thì cũng khó có câu trả lời. Nhưng mà có hai tình huống trả lời. Tình huống thứ nhất là bản thân người đó, người ngáy đó, người ta nói có à, em đang nằm ngủ tự nhiên nghẹt thở quá phải dùng dậy à. Và khi mà dùng dậy như vậy không dám ngủ lại, bởi vì ngủ lại sợ nó nghẹt luôn rồi nó đi luôn. Người bệnh sẽ trả lời như vậy cho bác sĩ. Hoặc là đôi khi người bệnh không biết gì hết, nhưng mà người thân sẽ nói là thấy cái người đó đang ngáy rồi tự nhiên sao im re không ngáy gì nữa hết. Rồi tôi cũng không biết là người đó còn thở hay không. Mới lay lay coi thì đó là dấu hiệu số 2, chứng tỏ là một người đó có nguy cơ bị ngưng thở khi ngủ. Và cái dấu hiệu số 3 đó là ban ngày có buồn ngủ quá mức hay không. Buồn ngủ quá mức là sao? Là họp hành ngủ, đi học ngủ, đang làm việc gì đó ngủ, mặc dù ban đêm ngủ đủ giấc rồi nha, mà ban ngày vẫn tiếp tục buồn ngủ. Như vậy ba cái dấu hiệu của một người ngủ ngáy có khả năng bị ngưng thở khi ngủ, đó là ngáy to là một, thứ hai là có dấu hiệu ngưng thở khi ngủ mình biết được, hoặc là người thân của mình thấy được mình đang thở tự nhiên không thở nữa, và cuối cùng là cái chứng buồn ngủ ban ngày quá mức. Thưa bác sĩ, nhưng mà việc ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ thì nó có tiến triển càng ngày càng nặng dần lên không ạ? Hay là nó chỉ dừng lại ở cái mức độ đó và người bệnh như bác sĩ nói là họ ngưng không thở và sau đó họ thở lại bình thường? Đúng rồi. Như vậy thì trường hợp này có phải đi gặp bác sĩ không? Hay là có khi nào họ sẽ ngưng thở luôn không? Nếu mình nghi ngờ như ba cái dấu hiệu chúng tôi vừa trình bày thì nên đi khám để được đo cái giấc ngủ, đo cái đa ký giấc ngủ để phát hiện coi thử mình có bị ngưng thở khi ngủ hay không. Và cái câu chuyện ngưng thở khi ngủ
có càng ngày nó càng nặng hơn như MC Diễm Loan nói hay không thì nó tùy theo người. Chúng ta biết là một số người có những cái rủi ro, những cái nguy cơ. Ví dụ như càng mập lên thì cái chứng ngáy nó sẽ càng gia tăng và cái khả năng ngưng thở khi ngủ nó càng nhiều hơn. Cho nên nếu mà chúng ta nghi nghi mình là bị cái chứng ngáy và ngưng thở khi ngủ, nếu mình giảm cân được thì tốt, còn mình tăng ký lên thì khả năng cái bệnh nó sẽ nặng hơn. Kể cả mình chưa được chẩn đoán hoặc là kể cả mình chẩn đoán rồi mà mình không có điều trị thì cũng có thể nó sẽ nặng hơn. Nhưng mà một số người thì khi mà cái tuổi càng lớn, tuổi càng về già thì cơ bắp rồi này kia nó cũng teo hết trơn, cái cổ họng của mình nó cũng gọi là thoáng rộng hơn thì cái khả năng bị ngưng thở khi ngủ nó lại giảm đi. Cho nên mấy người lớn tuổi có thể là họ ngáy đó, nhưng mà cái khả năng ngưng thở khi ngủ nó họ ít hơn là những người trẻ tuổi, và đặc biệt trẻ tuổi mà mập nữa thì cái khả năng bị ngưng thở khi ngủ nó sẽ nhiều hơn. Còn cái hệ lụy của ngưng thở khi ngủ thì nó rất là nhiều đó. Có thể nó làm một cái tình trạng là thiếu oxy ban đêm, tại vì ban đêm mình ngủ mình bị ngưng thì oxy nó vào trong cơ thể mình nó không đủ. Nó không đủ nó gây ra rối loạn chuyển hóa, có thể gây ra tăng đường huyết, có thể gây tới tiểu đường, gây ra tăng huyết áp, gây ra xơ vữa mạch máu, có thể gây ra gọi là đột quỵ, tai biến mạch máu não, rồi có thể là bị cái chứng mau quên do thiếu máu lên trên não gọi là Alzheimer, và đặc biệt là cái chứng mà buồn ngủ ban ngày nó gây ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông rất là nhiều. Thưa bác sĩ, như vậy thì ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ có điều trị được khỏi hoàn toàn hay là không, và điều trị bằng cách nào ạ? Cứ một cái bệnh nào đó thì trước mắt á, là phải chẩn đoán cho đúng, là đo cái đa ký giấc ngủ. Chúng ta phải tới một cái phòng gọi là phòng đo đa ký giấc ngủ để chúng ta ngủ lại đó một đêm, bởi vì câu chuyện chúng ta ngưng thở nó không xảy ra khi chúng ta thức, nó chỉ xảy ra khi chúng ta ngủ mà thôi. Thì khi đó chúng ta đo, xác định xem thử là mình có bị ngưng thở khi ngủ hay không, và mức độ ngưng thở khi ngủ nặng nhẹ trung bình như thế nào. Nếu mà chỉ nhẹ nhẹ mà thôi thì đôi khi á, chúng ta chỉ cần giảm ký, đôi khi chúng ta chỉ cần tập những cái bài tập để săn chắc cái cơ vùng cổ họng này thì chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà ở mức độ trung bình nặng thì có thể chúng ta phải can thiệp bằng nhiều cái cách. Ví dụ như chúng ta dùng một cái máy trợ thở ban đêm, tối ngủ chúng ta lắp cái máy để cho nó đẩy không khí vào khi mà đường thở chúng ta bị nghẹt. Cái số 2 là một số người bị ngưng thở ban đêm do ví dụ amidan to quá, là khi nằm nó khép lại nó làm cho đường thở bị nghẹt, thì chỉ cần phẫu thuật cắt amidan, phẫu thuật mở rộng cái vùng hầu họng, bác sĩ tai mũi họng sẽ làm câu chuyện đó. Hoặc là chúng ta dùng một cái dụng cụ gọi là kéo cái lưỡi ra trước, bác sĩ răng hàm mặt có thể giúp chúng ta làm câu chuyện này. Như vậy có nhiều cái biện pháp điều trị. Và theo cái thống kê của chúng tôi đo được ở những người mà đo đa ký giấc ngủ đó, thì thấy rằng rất là nhiều người họ sẽ bị ngưng thở khi ngủ, hoặc là ngưng thở khi ngủ nặng hơn khi người ta nằm ngửa để ngủ. Mà nằm nghiêng thì cái mức độ đó nó sẽ giảm đi, hoặc là đôi khi nó về bình thường. Thưa quý vị, nghe qua chia sẻ ngày hôm nay thì có lẽ quý vị cũng sẽ thấy được cái việc là ngủ ngáy bây giờ nó không đơn thuần chỉ là một cái thói quen xấu như nhiều người vẫn hay nói. Không phải là thói quen xấu đâu, người ta mắc bệnh Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự cảm thông nhiều hơn. Và quan trọng là hãy nhắc nhở những cái người thân của mình, nếu như họ có cái triệu chứng là ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ thì xin hãy đi gặp bác sĩ, bởi vì chúng ta có thể điều hòa lại được, chúng ta có thể hỗ trợ điều trị được để chúng ta không còn cái tình trạng nguy hiểm này xảy ra với cơ thể mình nữa quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau quý vị nha. Chương trình Bác sĩ của bạn rất mong sẽ có thể đón quý vị vào sáng ngày mai. Hãy mở TV đúng giờ và chúng ta lại gặp nhau đến với những thông tin về sức khỏe đáng quan tâm, từ đó giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.